Ở Uchtdhlabem, lệnh cấm sử dụng đồ uống có cồn nơi công cộng đã không còn được áp dụng. Tòa án Hiến pháp cho rằng nghị định là không hợp lệ, thành phố đã xác định không rõ ràng nơi chính xác áp dụng lệnh cấm. Thành phố được cho là đang chuẩn bị một biện pháp khắc phục khác. Trong 5 năm qua, người dân ở Uchtdhlabem không được phép sử dụng đồ uống có cồn ở nơi công cộng. Lệnh cấm chỉ áp dụng ở một số địa điểm được xác định. Tuy nhiên, theo Tòa án Hiến pháp, những khu vực bị cấm này quá rộng và thành phố thậm chí cấm đồ uống có cồn gần như là toàn bộ một quận. Do đó, theo như tòa án, nghị định cần phải thay đổi và xác định những địa điểm cụ thể để người dân bị hạn chế càng ít càng tốt. Tòa án cho rằng nghị định cấm sử dụng đồ uống có cồn ở nơi công cộng là không hợp lệ và chính quyền thành phố phải hủy bỏ nó. Theo đó, thành phố phải bắt đầu sửa chữa và ban hành một nghị định khác. Hiện chưa rõ khi nào nghị định sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực. Nghị định phải được đại diện thành phố chấp thuận và điều này sẽ mất ít nhất vài tuần hoặc vài tháng. Cho đến lúc đó, cảnh sát thành phố không thể phạt việc sử dụng đồ uống có cồn, chẳng hạn như ở gần các trường tiểu học.